nhà em tới gì tới. Mình sẽ cho thêm một ít tiêu để cho nó thơm. Giờ mình sẽ cho hành lên. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Chiên gà ủ nù rồi các bạn. Món này chắc mình ăn bắp luôn á. Rồi các bạn thấy chén nước chấm không? Muối tiêu ớt, cay lắm á. Vừa tiêu vừa ớt. Chiên gà mềm lắm các bạn, ngon lắm. Món này không thể thiếu là hành nha. Hành ngọt quá các bạn ơi. Nhìn chén muối thôi là chảy nước miếng rồi đó. Chân gà này mềm lắm. Trong mấy chân gà nó có cọng gân đó các bạn, nó cũng hơi dai một tí. Chân gà này mình ướp nó vừa ăn luôn rồi, các bạn khỏi chấm cũng được nữa.
nó có tiêu, có ớt, nó cay quá các bạn ơi. Các bạn cho mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.